Chào các bác nhá, chào các bác đến với kênh mình. Nay mình quay lên cho các bác xem. Ở đây mình có mấy cái máy Trung Quốc bãi nha anh em nhá. Thì cái máy này là 40 ly. Thì máy này ở trong cái máy là máy Trung Quốc, nó nằm ở bãi, thì hàng nội địa Trung Quốc đây anh em. Thì xài cái loại này thì nó rất là mạnh, mà giá nó rất là rẻ luôn. Bây giờ đang có bán ngoài thị trường nó khoảng tầm 2,7 triệu. Thì mình bán ở trên đây cho anh em chỉ 1,5 triệu thôi. Thì máy nòng piston bạc rất là đẹp. Thì mình có gắn đầy đủ một con máy bên này. Thì cái đây là có cần nhưng mà chưa có cái tay. Máy thì mình sẽ gắn thêm những cái chắn cỏ cho anh em, dây đeo đầy đủ. Thì máy mình chỉ bán trong 1,5 triệu thôi. Rẻ hơn máy mới rất là nhiều. Nòng piston bạc thì anh em này thấy cầm cái dây giật kéo lên nó còn lên cả máy lên luôn. Cái này cái kèn e nó hơi ấy. Đấy. Cái này chưa có gắn cái dây ga anh em. Máy nổ hết anh em. Bật công tắc lên đi. 1,5 triệu anh em, về làm máy bơm nước được, cắt cỏ cũng được, chạy xuồng cũng được luôn nhé. Là cái dòng này nó xài tum lớn nha anh em. Cái này nó xài tum lớn, côn lớn này. Cần nó thì nó ráp hai khúc. Đấy, nó ráp với nhau bằng hai khúc này. Đầu bò cần lớn nhá, cần ống cần lớn. Ráp bằng cái phần này anh em có thể xoáy ra. Rút cái phần này ra được. Phần rút cái phần trước này ra. Đó, cái phần đây là khóa cái chốt an toàn lại. Đây anh em thấy tổng quan cái máy như thế này. Đấy. Dòng này thì đang bán mới ngoài thị trường mình cũng có phụ tùng rất là nhiều luôn. Dòng này nó nhái theo cái TL43 đây anh em. Cái này nó 43cc 40 ly, piston 40 ly nhá. Cũng có cả cái con máy này. Con máy này thì cần kiếp đầy đủ. Top Sun này. China nha anh em nhé. Mấy in China nằm ở bãi. Thì mình lấy hàng mình lấy luôn cả cái dòng rẻ tiền này cho anh em xài luôn. Cái này piston của nó 34 ly, 261D này anh em này. Top Sun này. Nói chung là hàng Trung Quốc bãi này nó chạy nó cũng khá là ổn. Đấy, hơi rất là tốt luôn. Mình chưa có dọn, mình để mình ráp cần lên xong đấy rồi mình sẽ quay lên cho anh em riêng từng con một. Đây mình quay sơ qua cho anh em mấy cái con như thế này thôi. Đấy, anh em này, 430 này. Rút cutter 430. Đấy. 430. Con này bình trắng. Con này phải thay cái bình đi. Thế anh em lấy mình thay cái bình khác cho nó đẹp. Máy liên lạc anh em. Không có bể đâu. Máy liên lạc đó. Cần nó cùng một dạng luôn, cần nối luôn. Cái chắn cỏ nó bị bể anh em kìa. Chắn cỏ bị bể thì mình thay cái chắn cỏ mới. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé. Ai cần liên hệ trực tiếp với mình, anh em thợ nào nếu mà lấy thì liên hệ trực tiếp, mình có giá thợ cho anh em luôn nhé.